ra giữa quốc lộ 1 nhận hàng trong đêm, người phụ nữ bị xe tải cán qua đời. Ngày 17 tháng 7, đại diện đội cảnh sát giao thông công an huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi cho biết, rạng sáng cùng ngày trên quốc lộ 1, đoạn qua ngã 4 Thạch Trụ, xã Đức Lân xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người không qua khỏi tại chỗ. Theo đó, vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 17 tháng 7, tại km 1086+300, quốc lộ 1, qua thôn Thạch Trụ Tây, Đức Lân, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 43C16465 do ông Nguyễn Quang Phú, 33 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, điều khiển theo hướng Bắc Nam, khi đến vị trí trên bất ngờ phát hiện hai người phụ nữ đang đứng giữa đường để khiêng thùng hàng. Do tình huống bất ngờ và trời có mưa nên xe tải tông trực diện vào họ. Hậu quả, cú tông khiến bà Huỳnh Thị Thời, 69 tuổi, trú tại xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông qua đời tại chỗ. Riêng bà Trần Thị Hạnh, 56 tuổi, trú xã Ba Động, Ba Tơ, Quảng Ngãi bị thương. Qua kiểm tra nồng độ cồn chất cấm của tài xế xe ô tô tải không phát hiện vi phạm. Ghi nhận qua clip an ninh người dân cung cấp cho thấy, trước khi xảy ra tai nạn, một xe khách dừng trước trụ đèn tín hiệu giao thông nút giao quốc lộ 1, quốc lộ 24 thả thùng hàng giữa đường. Ngay sau vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mộ Đức tiếp cận hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Xe máy đấu đổ ô tô con, nam thanh niên qua đời tại chỗ. Trưa ngày 17 tháng 7, thông tin từ cơ quan chức năng thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con và xe máy, khiến nam tài xế xe máy qua đời tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 13 phút ngày 16 tháng 7, trên tuyến đường nội thị tại khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái đã xảy ra tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe máy. Vào thời điểm trên, xe ô tô con mang biển kiểm soát 14A157XX do anh Bùi Văn S, sinh năm 1963, trú tại phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, điều khiển từ quốc lộ 18 đi về hướng Ủy ban Nhân dân phường Ninh Dương đã xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 14K134XX do anh Bùi Văn H, sinh năm 2008, trú tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái, điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh H qua đời tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng thành phố Móng Cái đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Người đàn ông thường xuyên mất ngủ tự đóng dị vật dài 5cm vào đầu. Ngày 17 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phẫu thuật thành công trường hợp hy hữu dị vật dài 5cm xuyên sọ do bệnh nhân tự đóng vào đầu. Bệnh nhân là LQT, 63 tuổi, nam, có địa chỉ ở Thanh Hóa. Theo người nhà kể lại, bệnh nhân T mắc bệnh trầm cảm. Gần đây, bệnh nhân thường xuyên mất ngủ, cảm thấy đau đớn, bứt rứt, khó chịu. Trước tình trạng trên, bệnh nhân đã tự đóng một dị vật sắt vào ngay đỉnh đầu của mình. Tai nạn xảy ra khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đầu nhiều, buồn nôn, hoảng loạn. Ngay lập tức, bệnh nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Bác sĩ Nguyễn Hữu Quý, bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực, trưởng kíp phẫu thuật cho biết, qua thăm khám lâm sàng và kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy bệnh nhân có vết thương xoang tĩnh mạch dọc do dị vật kim loại cắm vào vùng đỉnh bên trái. Dị vật có đường kính 0,5cm, chiều dài 5,1cm. Các bác sĩ đã khoan sọ xung quanh dị vật, mở valet xương sọ lấy dị vật ra ngoài. Sau hơn 2 giờ căng thẳng, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công lấy dị vật dài hơn 5cm ra khỏi đầu bệnh nhân. Hiện nay, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe và được các bác sĩ tư vấn chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế có chuyên khoa để tiếp tục điều trị bệnh trầm cảm. Vụ tai nạn làm 4 mẹ con qua đời, xe ben quá tải, tài xế dương tính với chất cấm. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Hoài Đức khiến 4 mẹ con đi xe máy qua đời tại chỗ, tài xế xe ben là Đoàn Văn Lương, sinh năm 1986, trú tại huyện Quảng Hòa, Cao Bằng, đã ra trình diện cơ quan công an trong đêm ngày 16 tháng 7. Qua kết quả kiểm tra xác định, tài xế Lương không vi phạm nồng độ cồn nhưng dương tính với chất cấm. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra giải quyết tai nạn, cơ quan chức năng xác định xe tải mang biển kiểm soát 88C28849, loại 15 tấn, chở quá tải 74%. Trước đó, hồi 11 giờ ngày 16 tháng 7, xe ben mang biển kiểm soát 88C28849 do tài xế Đoàn Văn Lương điều khiển, chở cát, đá, sỏi đi trên đường DH05 hướng xã Cát Quế đi Minh Khai. Khi xe này vừa qua ngã tư giao với đường Ba Tràng, xã Dương Liễu thì đâm vào thùng của ô tô tải mang biển kiểm soát 29C59775 do tài xế Lê Văn Ngà, sinh năm 1966 ở Đan Phượng, Hà Nội điều khiển. Sau cú va chạm, ô tô tải mang biển số 29C59775 văng vào xe máy mang biển kiểm soát 29B108721 do chị Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1991, trú tại Hoài Đức, cầm lái, chở theo ba con nhỏ là các cháu NTKO, sinh năm 2011, NTTM, sinh năm 2013 và NTS, sinh năm 2015. Cú va chạm ép xe mô tô trên cùng 4 mẹ con chị Hát vào thành cầu, ngay vị trí ngã tư. Hậu quả, chị Hát và các con qua đời tại chỗ, lái xe Lê Văn Ngà bị thương, được đưa đi cấp cứu. Riêng tài xế xe tải mang biển kiểm soát 88C28849 rời khỏi hiện trường.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Qua điều tra, Công an Hoài Đức làm rõ xe ben mang biển kiểm soát 88C28849 là loại xe 15 tấn, đăng ký chủ phương tiện là bà Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1984, ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, chở cát, đá, sỏi. Khi vừa đi qua ngã tư giao với đường Ba Tràng thuộc xã Dương Liễu, lái xe ben không giảm tốc độ nên phần đầu xe đâm vào phần thùng xe bên phải của xe tải, gây nên vụ tai nạn liên hoàn trên. Kiểm tra sau tai nạn, công an kết luận anh Ngà không có nồng độ cồn và âm tính với chất kích thích. Theo tra cứu thông tin, phương tiện xe tải mang biển kiểm soát 29C59775 vẫn còn hạn đăng kiểm. Trong khi đó, xe ben mang biển kiểm soát 88C28849 có tem đăng kiểm mang biển kiểm soát 88C25253 đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 25 tháng 6 năm 2024. Đau xót, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trong tang lễ bốn mẹ con qua đời do tai nạn giao thông. Sáng sớm ngày 17 tháng 7, rất nhiều người thân, hàng xóm đến nhà tang lễ nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng thuộc thôn Đan Hội, Tân Lập, Hoài Đức, Hà Nội để viếng tiễn đưa bốn mẹ con chị Nguyễn Thị Hát, nạn nhân qua đời trong vụ tai nạn giao thông ngày 16 tháng 7 về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngồi trước bốn linh cữu với khuôn mặt thất thần vì nỗi đau giằng xé tâm can khi một lúc mất đi bốn người thân, bà Nguyễn Thị Sử, mẹ chồng chị Hát cho biết bà vẫn chưa thể tin điều này là sự thật. "Đây không phải sự thật mà, cháu và con tôi sao lại có thể ra đi như vậy? Có ai cứu gia đình tôi được không? Đau xót quá," bà Sử gào khóc. Sau sự trấn an của người nhà, bà Sử cố nén nước mắt, kể lại thời điểm buổi sáng trước khi chị Hát cùng ba cháu nhỏ ra khỏi nhà cho đến khi gia đình nhận hung tin. Theo bà Sử, sáng cùng ngày, cháu S, con út sinh năm 2015 của chị Hát nói: "Bà ơi, con thích ăn cháo trứng, bà nấu cho con nhé." Nghe cháu mình nói vậy, bà Sử đi nấu một bát cháo trứng ngon lành và sau đó bé S nhanh chóng ăn hết. Hai bà cháu tôi sau đó vào giường nằm, tôi có bảo với cháu: "Chút nữa bà ngủ mà cơm chín, cháu gọi mọi người xuống ăn cơm nhé." Chúng tôi vừa nằm được một lúc thì Hát gọi cháu bé đi sang bên ngoài. Tôi bảo cho các cháu ăn cơm xong rồi đi cũng được, nhưng Hát bảo sang bên đó rồi ăn. Tôi vẫn nhớ rõ lúc con dâu chở ba cháu nhỏ đi ra khỏi nhà là khoảng 10 giờ 30 phút, bà Sử nhớ lại. Đến chiều, bà Sử mang chiếc xe đạp của cháu mang đi vá thì bị thủng xăm. Trong lúc chờ đợi sửa xe, bà nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Khi nghe điện thoại, một người thông báo cho bà Sử biết chị Hát bị gặp tai nạn và nói bà đến ngay Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập. Nghe tin vậy, tôi cũng có chút nghi ngờ. Tôi gọi điện cho con dâu nhưng người nghe máy lại là công an. Họ bảo tôi cùng người nhà đến ngay bệnh viện. Nhận được tin, tôi nhanh chóng về nhà, lấy quần áo rồi bắt taxi lên bệnh viện. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là tai nạn bình thường, nhưng tại bệnh viện, tôi được hướng dẫn đến nơi con dâu và các cháu đang nằm. Đến khi nhìn qua cửa kính, tôi mới biết bốn mẹ con đều đã qua đời sau vụ tai nạn. Lúc đó tôi đau lắm, ngã khuỵu xuống đất, không biết phải làm thế nào, gào khóc trong tuyệt vọng, bà Sử bật khóc nức nở. Chị Nguyễn Thị Tâm, người thân của gia đình bà Sử cho biết, trong thôn Đan Hội, gia đình bà Sử thuộc diện khó khăn. Bố bọn trẻ thì ham chơi, thường xuyên không ở nhà. Để có tiền cùng con dâu nuôi ba cháu nội, bà Sử hàng ngày trồng rau đi bán ở các chợ từ sáng sớm. Khi bình minh thì về nấu cơm cháo cho ba cháu nhỏ ăn. Nhiều lúc đi ăn cỗ ở trong họ, bà ấy cũng phải vội vàng về để chăm sóc cho các cháu. Giờ nhận được tin sét đánh như thế này, chúng tôi thương gia đình bà Sử quá, chị Tâm nói. Anh Nguyễn Văn Thuấn, hàng xóm nhà bà Sử cho biết, ba đứa con của chị Hát vẫn thường xuyên sang nhà ông chơi với các cháu ông Thuấn. Chiều hôm trước khi xảy ra tai nạn thương tâm, chúng nó còn chơi với nhau ở nhà tôi. Chúng nó thân thiết với nhau lắm, cứ hễ được nghỉ học là sang chơi với nhau. Hôm qua, con gái tôi nhận được tin bạn gặp nạn, nó òa khóc nức nở. Tôi thấy cảnh đó mà không cầm được nước mắt, anh Thuấn nghẹn ngào. Trong dòng người đến viếng và đưa tiễn bốn mẹ con chị Hát, ông Nguyễn Văn Hậu, hàng xóm của chị Hát đau xót kể: "Thôn Đan Hội chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nhiều như thế này. Cùng lúc bốn mạng, trong đó ba cháu nhỏ ra đi mãi mãi là điều đau đớn vô cùng với láng giềng chúng tôi." Ông Hậu cho biết, chiều qua khi nhận được tin cả làng cả xóm đến chia sẻ và động viên gia đình bà Sử. Đồng thời, mong gia đình bà Sử sớm vượt qua nỗi đau này. Hàng xóm láng giềng chúng tôi chứng kiến cảnh này cũng đau xót lắm. Gia đình bà Sử thì khó khăn, vậy mà lại ra cơ sự này, thấy buồn và thương xót quá, ông Hậu nói.